Rồi, ngồi đi cưng. Em chào anh Linh. Rồi em. Chị Nam Thư, em xin tự giới thiệu, tên Nguyễn Hoàng Khanh. Năm nay em 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Bến Tre và hiện tại là đang làm ở Bến Tre luôn. Bến Tre là ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Châu Thành, mà em ở về xã Phú Định. Là coi như gần thành phố Bến Tre luôn. Dạ, giáp với anh. Khanh làm gì Khanh? Dạ, em làm cho Viettel ở Bến Tre. Về kỹ thuật hay là về cái gì? Dạ, bên kỹ thuật. Về kỹ thuật tức là về mạng này kia đó dạ, hả? Dạ, mạng. Tức là em học từ từ viễn thông ra. Dạ, em học bên công nghệ thông tin. À, rồi. Còn bên đàn gái? Dạ, xin chào chú Huyền Linh, chào chị Hư, chào bạn nam bên kia và xin chào toàn thể quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Thái Thị Yến Nhi, hiện tại em 25 tuổi, nghề nghiệp của em là điều dưỡng và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm bệnh viện nào vậy? Con làm ở trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn ở Phú Nhuận ạ. Bây giờ mình mời đàn trai giới thiệu một ít về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nè. Dạ, em thì ưu điểm là không hút thuốc, tự tâm lo cho bản thân, biết thích cuộc sống tự lập, nấu ăn được nhưng mà không có thật ngon, với lại nhiều khi cũng nhát là nhát tức là nữ, nhiều khi trong lòng mình có rất là nhiều điều muốn nói nhưng mà nhiều khi gặp cái mình làm như mình khớp, cho mình tức là con gái là khớp đúng không? Dạ đúng rồi. Mời đàn gái. Dạ, ưu điểm của con là biết chăm lo cho gia đình cũng như là yêu trẻ con, thì có một cái ưu điểm nữa là con có thể hát được nhạc dân ca, bolero, có thể nấu ăn nhưng mà nấu ăn hơi dở tí. Thì hai đứa nấu dở đều đó, ăn cũng được ha. Dạ. Hát bolero, hát bài nghe chơi coi. Dạ, con sinh ra thì ở Bình Thuận nhưng mà đã về Trà Vinh sống từ nhỏ rồi, theo quê của cha. Thì hôm nay xin gửi đến quý khán giả một ca khúc Thương Về Trà Vinh ạ. Ai về thăm lại Trà Vinh nghe tôi hát mãi. Xin lỗi. Hay đó, hát lại nha. Dạ, hai ba. Trời, tỉnh rung quá. Bình tĩnh. Ai về thăm lại Trà Vinh. Dạ trời. Hát bài khác cưng, còn bài nào nữa không? Dạ, bài nào mình đổi em... bài đi ạ. Ừ. Dạ, mình đổi bài một ca khúc hát về mẹ. Đó là bài Anh Bảy Nhớ Nhà. Trời, tự nhiên hơi rung quá. Bình tĩnh em. Dạ, em cứ hát bài nào mà em cảm thấy em thuộc nhất á. Đêm nghe con cá nó quẩy đuôi, nhớ quê nhà tình quê tha thiết. Đêm nghe mưa rớt ngoài hiên, anh bãi nhớ mẹ nuôi anh một đời. Anh nhớ Đồng Tháp mùa mưa, mưa trắng trời nước ngập đồng xa. Mẹ chèo xuồng hai bông súng trắng, lót dạ cho anh khi lũ tràn về. Bao nhiêu năm tháng đã dần qua, tóc mẹ bạc bạc theo thương nhớ. Đêm trăng ra cửa mẹ lặng nghe, tiếng tắc kè mà nhớ anh trong lòng. Nay bóng mẹ già còn đâu, anh bái ngồi nước mắt chưa chan. Lòng bồi hồi nhớ quê gia diết, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Hay quá. Hát rất hay luôn. Ê đàn trai ơi, bên đàn gái hát rồi, bên đó mình hát đáp lại được không nè? Trà Vinh hát rồi, tới Bến Tre nha. Dạ. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, hơn vì nét na vô mì hoành hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước cày người qua mối mai trầu cao. Dạ em xin hát. Nói chung mà sao cảm giác như hát giống như là xỉn nhậu mấy xịn, xỉn đúng người không? Người ta làm diễn thông, người ta hát không có được, thấy không? Dạ. Miễn có tinh thần hát là được rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hai đứa cũng rất là hợp với nhau ở chỗ là cái địa lý đó. Bên đây Bến Tre, mình đi qua cầu Hàm Luông rồi đi qua cầu gì đó. Cổ Chiên. Dạ. Rồi tới Trà Vinh rồi. Dạ. Rất là hợp lý luôn nha. Dạ. Bây giờ mình nói chuyện tình trường đi, đàn gái sao? Có mấy mối tình? Dạ, trải qua 25 nồi bánh chưng rồi nhưng mà vẫn còn ế ạ. Dạ, chỉ có một cái lúc mà năm lớp 12 có một bạn ngồi kế bên,
thì bạn cũng có thương. Sinh nhật thì bạn tặng cho 1.000 con hạt giấy. Em thấy là hiện tại mình cũng còn đi học, phải lo học, dạ, để lo thi rồi nọ, thì em mới từ chối bạn, là nói là con quýt nít quỷ mà lại giờ này lại yêu yêu đương. Sau đó thì một tuần sau thì bạn mới chở một con bé là lớp ở dưới á, chở chạy ngang nhà vậy nè đó. Thì sau từ đó thì cũng không có yêu gì nữa, cho nên là chỉ có một cái điểm mối tình nó như vậy thôi ạ. Dạ. Mối tình sâu đậm ghê. Sâu đậm ghê. Mối tình nó hình hằn sâu vết thương lòng. Rồi sau đó em cũng không có thích ai, hoặc là thích đơn phương ai, hoặc như thế nào. Chị thấy em là một cô gái rất là sôi nổi mà. Dạ, thì tại vì cái ngành của em chọn là cái ngành điều dưỡng. Thì em tiêm cho em bé mà, chỉ tiếp xúc với ba mẹ của bé thôi. Uống cà phê, cà pháo gì với ai chưa? Nhiều không? Dạ cũng có, nhưng mà mỗi lần hẹn gì thì mấy đứa em trong nhà nó ghìm, nó chạy theo, nó coi coi hẹn với ai, biết là anh đó mặc đồ nào rồi uống ở đâu luôn. Thì thật sự là những cái người bạn thôi à, chứ không phải là gọi là có mối tình. Nên là người ta thấy gì người ta bỏ trốn. Là cả gia đình quan tâm về mối quan hệ của em lắm. Tâm. Nói chung là con đường tình duyên bên kia nó trong veo à. Chưa có gợn sóng gì hết ha. Dạ. Còn Bến Tre thì sao? Dạ em thì cũng có một mối tình, nhưng mà đã chia tay nay khoảng hơn 4 năm rồi. Người đó cũng đã lấy chồng và có con rồi. Sao chia tay? Thì hồi đó mới ra trường mà nên chưa có điều kiện á. Chưa có điều kiện. Cũng bạn nữ thì lại muốn cưới, lúc đó thì bạn nữ đi lấy chồng. Lúc bạn nữ đám cưới biết không? Dạ biết. Có đau lòng gì không? Dạ thôi thì người ta đã đi lấy chồng rồi thì cũng thôi, chứ cũng hơi buồn chút xíu. Mà thấy phụ nữ lên xe hoa đó, người yêu mình lên xe hoa đau lòng lắm hả? Em gái em muốn tìm người đàn ông thế nào? Cao hơn 1m65 ạ. Có cao? Dạ. Chân thành, biết quan tâm chia sẻ, với lại là biết nấu ăn, tại vì em nấu ăn hơi dở. Thì bên đây cũng có nấu mà cũng dở luôn đó. Không okay, sao. Có thể ra ngoài tiệm ăn được ạ. Dạ. Hai đứa dở nhau thì đâu có nào tới thế nào đâu. Dạ, có chỉ cầu tiến xíu ạ. Là không có hút thuốc. Dạ không hút thuốc. Dạ, có thể về nhậu với em cũng được, mà nhậu thì nhậu cũng vừa phải thôi. Không, em bên đây là ba chai đã hết rồi. Được. Còn gì nữa không? Dạ là vậy được rồi ạ. Hết đúng không? Dạ. Rồi để chị qua chị coi, gặp nhà trai coi những gì đàn sao gái. Sao nói chuyện rụt rè. Dạ chào chị. Chào em. Trời đất ơi, mình đàn ông cao to dạm dở, nói chuyện mạnh mẽ lên. Nói chuyện nhỏ xíu à, bên này chị nghe em nhỏ xíu à, chị tưởng bên này chắc là nhỏ con lắm. Mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Dạ. Chắc vậy quá. Dạ để ngồi thử coi sao. Ráng lên. Dạ. Cái mẫu người con gái mà em thích là như thế nào? Mẫu người dạ, yêu đó. Dạ thích là một người thành thật, có công việc làm ổn định, vậy là được rồi. Vậy điều gì mà em ghét nhất ở phụ nữ? Em không thích nó là người đó thiếu sự thành thật và nói dối thôi. Có gì thì mình cứ thật lòng mình cứ nói đi, còn người kia thấy sai thì sửa. Em có ghen không? Dạ không. Em không ghen luôn? Không. Bình thường em thấy bình thường, nếu mình đã tin tưởng nhau thì mình ghen làm gì nữa. Bây giờ ở dưới quê là em ở gia đình đúng không? Ở bên sinh sống. Dạ, với cha mẹ. Cha mẹ. Nhà mình đông anh em không cưng? Có một người chị mà chị có chồng rồi nên hiện tại là mở chị có một mình thôi. À chị cảm ơn em. Nè. Và coi đàn gái coi sao nha. Nhìn đàn gái một cái là xỉu liền. Trời ơi, dễ thương chưa? Điều dưỡng sao mà dễ thương dữ vậy trời. Dạ cảm ơn. Mày bệnh nhân gặp chắc hết bệnh luôn á. Vậy mà ế, không có mối tình nào trơn, thiệt tình luôn rồi ta. Tôi đàn trai tôi thấy tôi chịu liền luôn á. Đẹp quá. Thiệt. Như vấn đề chỗ này nè. Dạ. Là mình lấy nhau về Bến Tre ở đúng không? Phải làm dâu đó. Được không con? Dạ nếu mà hợp nhau thì có thể là theo chồng về cũng được ạ. Từ đó về Trà Vinh gần sách à. Dạ. Được ha. Rồi, con ghét gì người đàn ông nhất nào? Không có biết quan tâm chia sẻ cho người phụ nữ. Đàn trai thì quan tâm dữ lắm luôn, chia sẻ cũng dữ luôn á, hiền lắm á. Dạ, hay khó chịu, bực chọc khi mà gặp, tức là họ hồi sao? Họ nóng tính, tức là con đã nóng tính rồi thì mà họ về nóng tính nữa thì hai người là cãi nhau suốt ngày. Bên đây không có nóng tính đâu. Không. Bên đây nguội ngắt à. Em nóng không nổi với bên kia luôn á. Em nóng cỡ nào bên kia cũng nguội như cục đá vậy đó. Bên đây mà nóng lên kia, bên kia nóng hơn bên đây sụi lơ. Nhìn tôi biết mà. Bên đó thấy im quá. Dễ thương lắm, bên đây cô nói không dám nói đâu mà. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân sao cho hai đứa gặp mặt nha.
Con đi với ai vậy? Dạ con đi với cô của con với các em ạ. Chào cô, chào bên đàn gái. Dạ chào các giả và chào hai MC. Em là cô Tư của cháu Yến Nhi. Theo như cô thì thấy cháu anh đây rất là hiền. Nếu mà được thì hai đứa cho cơ hội để tìm hiểu với nhau. Dạ cảm ơn cô. Rồi vậy là chịu ha, ủng hộ ha cô ha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô nhiều. Bạn trai đi với ai? Dạ đi với anh Vệ, anh Hai với Vũ Út ngồi đây ạ. Dạ chào khán giả, chào anh Quyền Linh, hai MC. Cháu bên đây cũng được, thấy cũng thích hợp với cháu bên đây. Thế cũng được. Được không? Dạ thấy cũng được. Vì thấy cũng được hả? Dạ. Dạ xin hết. Cháu bên đây cũng hiền, cháu bên đây cũng hiền mà dì cũng hiền quá. Dân miền Tây dễ thương quá à. Bên cô bên dì ai cũng dễ thương hết trơn á. Cháu nào cũng được, nói chung cứ có cháu là được. Bây giờ là cho hai cháu nó gặp mặt đi. Dạ. Coi cháu nó làm sao rồi mình bắt đầu nấu cháo. Mở rào, bắt đầu đi hai cháu. Anh có quyển sách này tặng em. Dạ có một dòng thơ cho anh đọc nha. Tâm tư anh gửi vào tay sẽ tắng, không biết là em có biết hay không. Một phút mất em, lòng anh thấy trống vắng. Đời này anh không thể thiếu em. Thơ này anh tự sáng tác. Dạ cảm ơn anh ạ. Thơ rất hay ạ, em gửi anh. Dạ cảm ơn. Còn bạn gái mình tặng gì cho bên đàn trai vậy? Dạ em tặng cho anh một cái ly uống cà phê buổi sáng, thì khi mà anh mở ra thì anh có thể là nhớ đến em. Cảm ơn. Mỗi lần uống cà phê bạn sẽ nhớ đến em. Dạ. Bên đàn gái bao lâu mới về quê một lần? Dạ tầm 3 tháng về quê. Ở dưới quê còn ai dưới? Dạ ở dưới quê còn ba mẹ đó là em. Rồi đáng lẽ còn ba mẹ phải tháng về 2-3 lần chứ. Mà dạ. Về Trà Vinh thì chắc chắn phải đi qua Bến Tre để đàn trai khỏi đi. Tính gọn ghê. Dạ bố em có chạy xe mà bị lạc vô thị xã, chạy vòng vòng vòng. Ừ, anh đi xe máy vậy luôn hả? Dạ đi xe máy. Có dịp nào về thì ghé anh. Dạ nếu mà mình cho nhau cơ hội để mà bấm nút để mà tiến tới đi xa hơn á thì tầm khoảng bao nhiêu lâu thì mình tin tới hôn nhân được? Dạ ba mẹ em rất là thích chương trình, là fan cuồng của chương trình luôn, thì ba mẹ có câu bói là ông thầy bói nói 26 tuổi là con lấy chồng, chắc phải làm theo lời thầy bói thôi. Dạ. Một năm nữa. Dạ. Anh này đơn giản sao cũng được. À anh dễ quá. Anh thấy em thì hiền, vui vẻ, dễ thương á. Dạ. Có thể là hợp với anh á. Dạ vậy cảm ơn mình anh. Cùng bao bấm nút luôn nha. Dạ rồi, khi mà anh nóng tính lên thì anh làm gì? Nóng tính thì nó có nóng tính lắm. Dạ, em nóng tính lên là em hay la lên. Em ra thì em nghe rồi thôi. Chứ đâu có gì đâu. Ngồi nghe đúng không ạ? À, ngồi nghe, ra thì mình nghe. Dạ rồi. Vậy tốt đó. Cứ ngồi nghe đi em. Cao lắm phụ nữ đánh mình thôi chứ làm gì đâu. Dạ thì đâu có gì đâu thì. Nếu lỡ phụ nữ đánh em thì sao? Dạ em chạy. Thấy thương không? Thôi bây giờ thế này nè. Hai người đến nắm tay nhau để cảm nhận về nhau 30 giây. Sau đó chúng ta sẽ quyết định bấm nút hay bấm nút nha. Đứng lên đi em. Đó. Cho anh nắm tay em chứ. Đó. Thì trong cuộc sống này không ai đã sinh ra là hoàn toàn hợp với nhau 100%. Mình phải thông cảm và hiểu và quan tâm chia sẻ với nhau thì mới tồn tại lâu dài được. Thì gia đình nó mới hạnh phúc. Rồi, chỉ nói vậy thôi. Còn em có nói gì không? Dạ nói chung là em cũng đã nói rồi. Cái tình yêu đó là cần cái sự chân thành, cái sự quan tâm chia sẻ giữa hai bên, thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu lớn, đủ lớn thì cái khoảng cách nó không cần là vấn đề gì hết. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn vị trí. Mỗi lần nói chuyện là cứ cảm thấy như anh thì thào vậy ha. Sao nóng tính được ta, mỗi lần gây lộn. Không thể cãi nhau được đâu. Không thể cãi nhau. Nếu phụ nữ đánh thì mình chạy. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm ha. Kiểm tra lại con tim mình nào. Rồi 3 2 1. Hết thời gian.
Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Nào, rồi, nắm tay nhau nào. Mình nói gì với cô đi. Xin phép cô. Dạ, xin phép cô cho con được tiến xa hơn với em Nhi. Dạ, được quan tâm và chăm sóc em Nhi đến trước đời. Dạ, con cảm ơn. Nói vị gì đi. Dạ, con cũng xin phép mà cô là nắm tay với anh. Được hẹn hò. Được hẹn hò cùng anh. Dạ. Hay lắm đó. Nào, hôn nụ hôn đầu tiên đi các bạn. Cho anh hôn cái nha. Trời ơi, dễ thương lắm đó. Dễ thương. Cứ như thế nha. Chúc hai đứa hạnh phúc. Và những chiếc vé xem phim của cùng gặp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây, còn đây là quà của anh ảnh tặng cho em. Đó. Đây, giữ lấy. Hai đứa về đổ nước uống chung, thấy hình hai đứa luôn. Chúc hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn hai bạn, xin mời. Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Cứ nắm thế.